lôi ngay bàn chân ra xem, biết số phận giàu nghèo mà không cần đi xem bói. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong nhân tướng học thì bàn chân được coi là hạ đình, là bộ phận có tác dụng nâng đỡ cơ thể và di chuyển. Không chỉ dừng lại ở đó, thông qua việc xem tướng bàn chân cũng có thể giúp ta đoán được phần nào về tương lai, về số phận cũng như là vận mệnh của một con người. Bàn chân của mỗi người lại có hình dạng riêng biệt, không ai giống ai. Đôi khi nhìn bề ngoài thì có vẻ có nét tương đồng, nhưng trên thực tế thì không có hai người có bàn chân hoàn toàn giống nhau. Thậm chí cả hai anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước thì chắc chắn đôi bàn chân của họ vẫn có sự khác biệt. Vậy, bí ẩn chứa đằng sau cái bàn chân của mỗi con người là gì? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Xem bàn chân biết rõ vận mệnh giàu sang và tính cách của một người. Chúng ta đã quá quen với rất nhiều cái bài trắc nghiệm dự đoán tính cách tương lai hoặc một phần dựa trên những đặc điểm của bàn tay, ngón tay. Nhưng đã bao giờ các bạn nghe nói về những bí mật ẩn chứa đằng sau cái đôi bàn chân của bạn hay chưa? Các đặc điểm trên đôi bàn chân mà ít ai để ý đến dưới đây sẽ thể hiện rất nhiều cái tính cách con người cũng như là cuộc đời giàu nghèo của các bạn. 1. Ngón chân cái dài hơn các ngón còn lại. Nếu ngón chân cái dài hơn các ngón còn lại hoặc cũng có dáng chân người Ai Cập, tức là 5 ngón chân từ ngón cái đến ngón út xếp theo cái thứ tự từ lớn đến nhỏ tạo thành một cái đường thẳng, thì xin chúc mừng các bạn vì các bạn có số phú quý giàu sang. Thông thường người có bàn chân kiểu này là những người có đầu óc sáng tạo, nhanh trí, đầu óc luôn tràn ngập những ý tưởng mới mẻ. Trong mọi tình huống họ luôn giữ được cái thái độ bình tĩnh, tìm ra cái hướng giải quyết một cách vẹn toàn nhất, biến nguy thành an. Ngoài ra họ cũng là những người có thể giữ được bí mật, được nhiều người tin tưởng và tín nhiệm. Bên cạnh đó, ngón chân cái là đại diện cho sức khỏe và tài chính. Nên nếu ngón chân cái nó đầy đặn, nó tròn, nhiều thịt thì chứng tỏ không sớm thì muộn bạn cũng sẽ có cuộc sống giàu sang, sung túc. Không chỉ vậy, bạn còn có thể có được kế thừa cái sản nghiệp mà tổ tiên để lại. Tiền bạc không phải lo nghĩ, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều cái áp lực. Ngược lại, nếu ngón chân cái ngắn như cái dùi đục ấy, thì cuộc đời sẽ vô cùng là khắc khổ và vất vả. 2. Ngón chân cái, ngón thứ 2 và ngón thứ 3 nó bằng nhau. Độ dài 3 ngón chân cái, ngón thứ 2 và ngón thứ 3 nó bằng nhau ấy, được gọi là kiểu gì chân La Mã. Những người có tướng chân này ấy, thì tính tình hài hòa, hướng ngoại, dễ được mọi người yêu mến. Ngoài ra, những người này có tính cách độc lập, tự tin vào bản thân, ghét phải phụ thuộc vào người khác, nên lúc nào cũng cố gắng để tìm được cái con đường phát triển của riêng mình. Bên cạnh đó, người này còn có số khởi nghiệp sớm. Ban đầu thì gặp không ít những khó khăn, những trở ngại, nhưng cuối cùng thì lại thành công rực rỡ, hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. 3. Lòng bàn chân lõm sâu. Phụ nữ có lòng bàn chân lõm sâu vào ấy, thì đều là những người rất phú quý. Cho dù là hoàn cảnh gia đình hay tài năng cá nhân của họ cũng đều là những thứ mà người khác không thể sánh được. Kiểu người này tài phú, thịnh vượng, đồng thời họ cũng có khả năng quản lý về tài sản và tướng vượng phu rất là cao. Tiền tài trong nhà có thể giống như một quả cầu tuyết, càng lan thì càng lớn dưới sự quản lý của những người phụ nữ này. Đồng thời dưới cái sự chỉ điểm của họ thì cái sự nghiệp của người chồng sẽ rất thịnh vượng. Do đó kiểu người có tướng bàn chân như vậy thì muốn nghèo cũng khó. 4. Gót chân tròn đầy hồng nhuận. Người có gót chân tròn đầy hồng nhuận thường là những người có phúc, và cái phúc của họ lan sang đến con cháu. Nếu mà nam giới sở hữu cái gót chân này ấy, thì họ là những người có năng lực, biết cách làm ăn, mua bán, con đường sự nghiệp thì được rộng mở. Nếu là phụ nữ thì họ là những người có số vượng phu ích tử, lấy được những người chồng giàu sang, yêu thương vợ hết mực. Bên cạnh đó, nếu gót chân mà nổi rõ cái đường vân ấy, thì bạn là người có số cực vượng. Nam giới trong công việc thì luôn thuận lợi, suôn sẻ. Nếu kinh doanh buôn bán thì sẽ phất lên nhanh chóng. Nếu là nữ giới thì các bạn sẽ là những người mạnh mẽ, quyết đoán, không kém đàn ông, giỏi giang và thành đạt, được mọi người công nhận cái năng lực của mình. Nếu gót chân có làn xoắn thì đây là những người tham vọng lớn, họ có thể làm tất cả để đạt được cái mục tiêu của bản thân. Đây là những người rất đáng khâm phục, nhưng có một số nhỏ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm do là họ không từ thủ đoạn để đạt được cái mục đích của mình. Cách xem bói qua bàn chân cho biết, nếu gót chân có làn thớ thì đây là tướng của những người hèn hạ, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, đàn đúm, không chí hướng, phấn đấu, cả đời thì gặp nghèo khó,
gót chân bằng phẳng thì cái trí lực kém, không có ý chí vươn lên trong cuộc sống, nên là cuộc sống thì không thể khá lên được. 5. Lòng bàn chân có nốt ruồi. Theo như tướng học, nốt ruồi nằm ở cái vị trí này thì cực đẹp, mang lại cái tiền tài, cái tài lộc cho chủ sở hữu nó. Nữ giới có nốt ruồi này là những người từ khi sinh ra đã rất may mắn. Họ là những người giỏi ăn nói, có tài, làm được những cái việc phi thường. Nốt ruồi này càng to càng đậm thì chứng tỏ người ấy càng sung sướng về sau. Họ thường không phải lo lắng tới vấn đề sinh nhai. Từ nhỏ tới lớn thì họ rất được cha mẹ chiều chuộng và yêu thương. Khi bước chân vào xã hội thì cũng có được quý nhân giúp đỡ, nên hầu như mọi thứ thì không phải lo nghĩ quá nhiều. 6. Khe hở giữa các ngón chân lớn. Phụ nữ sở hữu cái bàn chân mà có kẽ hở giữa các ngón lớn ấy, là tượng trưng của dưới chân có mắt chứa tiền, nên cả đời không phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc. Những người phụ nữ này sinh ra đã có phúc, không chỉ điều kiện gia đình tốt mà chỉ còn hàng ngàn hàng vạn cái quý nhân luôn ở bên cạnh. Cho dù là đường tình duyên hay là tài vận thì đều khiến người ta ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, họ càng mang cái tài phú cho nhà chồng. Mỗi năm một phú quý, không những trẻ lâu mà tiền tài thì cũng gì tiêu bảy đời không hết. Thứ 7 là ngón chân út tách ra độc lập. Những người có ngón chân út tách ra độc lập thì thường là những người có lối sống cứng nhắc, gò bó. Họ luôn hy vọng ai đó hay là việc gì đó có tác động để làm thay đổi cái cuộc sống, thay đổi cuộc đời của họ. Họ muốn cuộc sống có cái sự kịch tính. Đối với công việc, họ thường thì nhanh chán, không hứng thú và đôi khi bị kích động, đã không làm chủ được bản thân. Ngoài ra, những người có bàn chân kiểu này thì rất thích mạo hiểm và tìm kiếm những thứ mới lạ trong cuộc sống. Họ dễ dàng thành công nếu có người cổ vũ một cách nhiệt tình. Ngón chân út rất ngắn. Người sở hữu cái bàn chân này có tính cách ương bướng, bảo thủ, thích chống lại cái ý kiến của số đông và thường làm theo cách riêng của mình, mặc kệ cái thái độ của mọi người xung quanh. 8. Xem tướng gan bàn chân. Sở hữu gan bàn chân nhiều đường vân và mềm mại cho thấy đây là những người có tướng phú quý. Ngược lại, gan bàn chân mà không có cái đường vân ấy và thô cứng là biểu hiện của một người hà tiện bần cùng. Nếu trên gan bàn chân của nam giới xuất hiện cái vân rùa thì đây là những người mà phải gánh vác cái trọng trách lớn. Còn nếu vân trông như là cái thêu gấm ấy, thì sẽ là người sở hữu cái tài sản lớn và có nhiều cái tài lộc. Vân có hình chim là những người mà được tín nhiệm giao cho những chức vụ quan trọng. Người mà có vân hình chiếc kéo thì thường sở hữu nhiều cái tiền của. 9. Đặc điểm của móng chân. Những người có móng chân hình tròn, trơn, bóng, sắc hồng hào thường là có số giàu sang phú quý. Đặc biệt, nếu là nữ giới thì có mệnh làm phu nhân, không những được hưởng tiền bạc từ nhà chồng mà còn có kẻ hầu người hạ để sai khiến. Nếu cộng thêm đặc điểm móng chân cụp xuống phía dưới thì lại càng chứng tỏ người này giàu sang, có thể trở thành tỷ phú. Quý vị thân mến, không chỉ đôi bàn chân mà ngay cả dáng đi của một người cũng góp phần nói lên cái sự thành công trong cái cuộc sống của họ. Thực tế mà nói, đó là một trong những cái yếu tố mà đánh giá dễ dàng và chuẩn xác nhất về cái vận mệnh của con người. Theo nhân tướng học, cái tướng đi xuất phát từ cái bộ tướng sang hèn và gì thọ yểu. Bởi khi đi lại thì cả thân người sẽ cử động, mọi cái cơ năng ấy sẽ được phát ra. Dáng đi của người thành đạt là cái tư thế đứng ưỡn ngực, hóp bụng và mắt nhìn thẳng. Những người quý phái thì khi đi thường không động không lắc. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Theo quan niệm của cổ nhân, đi lại là động, nó thuộc dương, nó thể hiện cái phong thái, tính cách của một con người. Nội tâm suy nghĩ thế nào thì bước đi sẽ gì có dáng điệu như thế. Người có phúc tướng đi như nước chảy không ngừng. Người tầm thường bước đi như cây gặp gió. Muốn đánh giá cái dáng đi thì phải quan sát từ xa và khi người đó đi một mình, đi một cách tự nhiên. Dưới đây là một số đánh giá cụ thể về các dáng đi phổ biến nhất. 1. Vừa đi vừa cúi đầu, cúi mặt về phía trước. Người có dáng đi lúc nào cũng cúi mặt về phía trước, mặt cúi xuống phía dưới, bước đi trong tư thế là vội vàng, thường có tính cách nóng vội, bất cẩn, hay phải lo nghĩ nhiều. Những vấn đề về tiền bạc, tài chính cần phải dùng cái thái độ bình tĩnh để xử lý, nôn nóng chỉ làm dễ hỏng việc. Điều đó có thể lý giải tại sao mà những người này tuy kiếm được không ít, nhưng mà vì cái tính hấp tấp nên có thể trắng tay sau một thời gian rất ngắn.
Đây cũng là một trong những đặc điểm của những người không giữ được tiền của. 2. Đi bộ chân thong thả, dùng ít lực. Dáng đi này có thể được miêu tả là cách đi chậm chạp, chân bước nhẹ, không dồn lực nhiều xuống cái đôi bàn chân. Người đi kiểu này thường kèm theo cái ánh mắt của chủ nhân, hay ngó nghiêng sang trái sang phải mỗi bước đi. Đôi khi họ nhìn sang hai bên một cách vô ý thức, chứ không phải là có ý gì. Loại người này là điển hình cho mẫu người mà có ý chí kém cỏi, họ thích sống độc lập. Dễ nhận thấy đây là những cái người mà không thích giao tiếp với bạn bè và hiệu suất làm việc của họ khá là thấp. Trái ngược lại với cái ý chí làm việc thấp, nhóm người này lại hơi xa rời cái thực tế và luôn mong muốn có được ngồi ở cái vị trí chức đức cao vọng trọng. Tuy có tính hiếu kỳ nhưng bản chất lại thiếu kiên nhẫn và cái sự bền bỉ, khiến cho nhóm người này ít có cơ hội thành công. 3. Có thói quen khoanh tay khi đi lại. Nếu bạn thường xuyên khoanh tay phía trước khi đi ấy, thì điều này cho thấy bạn là người dễ bị tổn thương. Đây là cái thói quen bạn nên cất nhắc và phải thay đổi. Đặc biệt nếu bạn là phụ nữ có cái xu hướng khoanh tay khi bước đi một mình hay là gì ở khu vực xa lạ. Tuy nhiên, những kẻ xấu thường chọn cái đối tượng yếu đuối có cái đặc điểm này để gì để tấn công. Nên các bạn đừng cố khoanh tay khi bước đi. Các bạn hãy đi với một cái tốc độ nhanh khi mà các bạn phải đi một mình. 4. Dáng đi chữ bát. Dáng đi chữ bát nghĩa là khi mà đi thì hai gót chân nó hướng vào, đầu bàn chân thì hướng ra giống như chữ bát. Nhóm người này khi đi hay dùng rất nhiều lực ở bàn chân, dáng vẻ vội vàng, nửa thân trên thì lắc lư trái phải nhẹ nhàng theo mỗi cái nhịp đi. Về mặt thẩm mỹ, cái dáng đi chữ bát là một dáng đi không đẹp. Họ không thay đổi, chứng tỏ cái tính cách của họ là cố chấp, cố hữu. Họ là những người không dễ dàng thay đổi cái hành vi, dù thiên hạ có thay đổi thế nào đi chăng nữa. Theo thống kê thì phần lớn những người có dáng đi này thì có trí tuệ khá thông minh, làm việc khoa học mà gì không ổn nào. Tuy nhiên, cái nhược điểm của họ chỉ là cái thành công đến với những cái công việc liên quan đến giấy tờ, chứ không giỏi về các công việc đòi hỏi trong cái kỹ năng giao tiếp. Thứ năm, dáng đi vừa lắc vừa đảo. Dáng đi mà lắc đảo tức là đi không theo một quy luật cố định nào. Có lúc họ đút tay trong túi, hai vai rụt lại mà đi. Có lúc họ đánh tay thoải mái và ưỡn ngực, vân vân. Thì kiểu người này có tính khá giống như cái cách đi của họ, rất hào phóng, không câu nệ cái tiểu tiết. Xưa nay họ không vì những cái lời khen chê của người khác mà thay đổi cái hành vi của họ. Đi theo cách của mình, ai nói thì mặc kệ, là cái quy tắc hành động của những người này. Người đi kiểu này nói chung thì là rất thông minh, họ có ý chí tạo dựng sự nghiệp và có ước mơ cao xa. Nhưng nhược điểm là có lúc họ lại đề cao cái vai trò của mình, vì thế mà hay xảy ra tranh chấp, đặc biệt là trong trường hợp họ có lý ấy, thì không dễ gì nhường nhịn với người khác. 6. Dáng đi vội vàng, hấp tấp. Người đi hai chân bước vội, nhịp đều đều, nhanh mà không loạn, là những người thẳng thắn, cởi mở, có khả năng lãnh đạo và để tác phong nhanh nhẹn. Đây vừa là cái ưu điểm nhưng lại là dễ trở thành cái nhược điểm của họ. Cái tính khí thẳng thắn, thẳng thừng nên họ dễ gây mất lòng với những người khác. Nếu không biết cách kiềm chế, tiết chế cảm xúc thì sẽ dễ gây ra sự bất hòa, sự mâu thuẫn. Họ có cái nhìn khá là bao quát về mọi thứ nhưng lại dễ bỏ qua những cái tiểu tiết mà có thể để lỡ đi những cái chi tiết quan trọng. Cái điều này dễ khiến họ mắc cái sai lầm trong công việc. Quý vị thân mến, thông qua việc quan sát cái đặc điểm của đôi chân ấy, cũng như là cái dáng đi lại thì chúng ta có thể đoán định được về tương lai, về vận mệnh, về tính cách cũng như là về cái khả năng thành công của họ trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cái dáng đi có thể điều chỉnh được nếu mà bạn phạm phải một trong những cách tướng đi xấu ở bên trên thì các bạn cố gắng mà điều chỉnh càng sớm càng tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.